Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews, vậy cùng chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Là một người năng động đầy nhiệt huyết trên sân khấu, thế nhưng MC Thanh Bạch lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư tình cảm. Tuy nhiên mới đây góp mặt trong một chương trình giao lưu trên truyền hình, nam MC đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi lần đầu tiết lộ lý do ly hôn với vợ cũ, nghệ sĩ Xuân Hương. Ngay lập tức nghệ sĩ Xuân Hương đã phản pháo và hé lộ những câu chuyện bí mật xoay quanh đời sống vợ chồng với Thanh Bạch. Thanh Bạch và Xuân Hương từng được xem là một cặp trời sinh trên cả sân khấu lẫn ngoài đời thật. Cả hai từng có quãng thời gian học cùng với nhau tại Việt Nam cũng như trong suốt quãng thời gian du học tại Liên bang Nga. Sau đó mới quyết định về chung một nhà và có trái ngọt là một cậu con trai chung. Tuy nhiên đến năm 2006, cuộc hôn nhân này bất ngờ tan vỡ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Hậu ly hôn, cặp đôi hạn chế nhắc đến nhau song có lúc vẫn không tránh được những căng thẳng đáng tiếc khi chia sẻ về nguyên nhân đổ vỡ, dù đã sống chung với nhau gần 2 thập kỷ. Cách đây vài năm, Xuân Hương từng gây xôn xao khi tiết lộ một trong những lý do khiến mình và Thanh Bạch không thể chung sống là bởi anh có nhiều lần cư xử hỗn hào với bố mẹ vợ và có hành động vũ phu với vợ. Thậm chí nữ nghệ sĩ còn nói thẳng việc Thanh Bạch cưới mình hay cưới ai cũng vậy, chỉ để làm bức bình phong như chính anh từng thừa nhận với chị. Trước tiết lộ này của vợ cũ, Thanh Bạch chọn cách im lặng không lên tiếng đôi co, cũng không thành mình hay giải thích với khán giả. Mới đây sóng gió lại một lần nữa nổi lên giữa Thanh Bạch với Xuân Hương. Theo đó chia sẻ trong một chương trình truyền hình, Thanh Bạch thẳng thừng chỉ ra nguyên nhân cuộc hôn nhân của mình với Xuân Hương tan vỡ là do đời sống vợ chồng thiếu lãng mạn. Nam MC tâm sự, sau khi ly dị, anh đã bỏ ra khá nhiều cả về tiền bạc lẫn thời gian để theo đuổi lớp học của các chuyên gia. Rốt cuộc cũng hiểu ra rằng tại sao hai người ở bên nhau nhưng không thể gần nhau. Đại ý là bởi hormone cảm xúc không còn nữa. Thanh Bạch bày tỏ một cuộc hôn nhân mà không lãng mạn là một cuộc hôn nhân chắc chắn không có hạnh phúc. Những lời trên của Thanh Bạch ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ vợ cũ. Trên trang mạng xã hội cá nhân, Xuân Hương mở đầu sự phản ứng đó bằng chia sẻ đầy ẩn ý. Không ngờ ly dị được 13 năm rồi, người xưa đã qua gần chục lần đám cưới vừa nghệ thuật vừa từ thiện mà vẫn còn đau đáu về chuyện của thế kỷ trước. Nghệ sĩ Xuân Hương không ngần ngại cho biết, chị chọn im lặng suốt 20 năm trời khi còn sống trong cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng và cả quãng thời gian 10 năm sau đó khi đã thoát án tử. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, chị chọn im lặng khi bị người khác đối xử tệ bạc. Tuy nhiên, Xuân Hương khẳng định chị sẽ không im lặng khi danh dự và lòng tự trọng bị xúc phạm và bị dồn đến chân tường. Cụ thể, Xuân Hương quyết định phơi bày cuộc hôn nhân mà chị gọi là chốn địa ngục trần gian giữa mình và Thanh Bạch, bắt đầu từ khi cả hai quen biết đến khi trở thành vợ chồng của nhau. Theo lời kể của Xuân Hương thì Thanh Bạch thuở ban đầu trong mắt chị là một người ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự và lãng mạn, có tâm hồn mong manh dễ vỡ như pha lê. Còn chị là con nhà nòi trong gia đình nghệ thuật, cũng học nước ngoài hạng xuất sắc về. Nhìn lại cuộc hôn nhân với Thanh Bạch, Xuân Hương cho rằng đó là do trời xanh ghen ghét má hồng đánh ghen nên trời khăm xe duyên cho chị lấy anh. Sau khi lấy nhau, chị lui về làm hậu phương vững chắc, chăm lo chuyện bếp núc nhà cửa, con cái để anh toàn tâm toàn ý tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Nghệ sĩ Xuân Hương ngậm ngùi kể lại, tôi chính thức trở thành ô xin chuyên nghiệp. Sở dĩ chị nhận vậy là vì ngoài việc giặt giũ bằng tay, lau dọn nhà cửa, chăm sóc con nhỏ thì chị còn phải chăm luôn cả người chồng mà chị châm biếm gọi là em bé lớn. Xuân Hương tự nhận mình là con robot đa năng vận hành theo mệnh lệnh của ông chủ mong manh nhưng lại đầy uy lực. Từ việc góp ý cho anh trong công việc, ăn mặc, ứng xử, làm đủ thứ việc trong nhà mà anh sai vặt, rồi đi cùng anh làm việc với đối tác bên ngoài, thậm chí viết trả lời phỏng vấn hay viết kịch bản. Vì ở nhà không đi làm nên khi có lần bực bội kêu ca với chồng, Xuân Hương nhận được câu trả lời làm chị điếng người rằng do chị ở nhà và tiền do anh làm ra nên phải chịu. Xuân Hương thuật lại cuộc hôn nhân của mình với Thanh Bạch bằng giọng điệu xót xa và chua chát khi chị phải làm toàn bộ việc nhà, bao gồm cả những việc lẽ ra người đàn ông trong gia đình phải làm như bắc thang thay bóng đèn, cầm cưa cầm đục, tự mua sắt thép, cát xi măng về sửa nhà. Cũng vì thế mà chị có cảm giác như mình và Thanh Bạch giống như hai người đàn ông sống chung một nhà. Cuộc hôn nhân của cả hai trở nên căng thẳng với những cuộc cãi vã mà như lời Xuân Hương là diễn ra khắp mọi nơi, từ trong bữa cơm, giữa đêm khuya hay trên đường đi công việc. Không dừng lại ở đó, Xuân Hương nhắc lại sự việc mà cách đây vài năm chị từng kể và gây bão dư luận. Đó là việc chị bị Thanh Bạch cầm dao rượt đuổi nhưng may mắn không xảy ra thương tích gì. Thời điểm cách đây 3 năm, khi Xuân Hương kể ra câu chuyện này, Thanh Bạch đã từng im lặng không lên tiếng phủ nhận hay thanh minh. Kết lại câu chuyện với người cũ, Xuân Hương đã nhắn nhủ tới Thanh Bạch rằng kể từ nay chị yêu cầu anh không được quyền nhắc đến tên chị trong bất cứ câu chuyện nào. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.